Đây các bác thấy, đây là chú chim mình sưu tầm được. Chú này thì nhiều anh em chê nó xấu, tuy nhiên là mình lại rất thích nó. Mình sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng nó để cho nó đẹp lên, sẽ có nhiều video chia sẻ. Hy vọng là mình chăm nó sẽ đẹp hơn như thế này rất là nhiều. Nhiều anh em chê nó thì mình nuôi, mình sưu tầm về, mình nuôi, mình chăm sóc một thời gian nữa để chia sẻ với các bạn.